Ui xôi, xin lỗi nhá, anh tới trễ tí, tắc đường quá. Anh, anh thấy ông bác ngồi bên kia không? Có, thế bác mặc đồ lính em trông lạ. Bác ấy ngồi lâu lắm rồi, cứ nhìn bàn thức ăn và thở dài thôi ạ. Chắc là bác ấy chờ ai đó đấy, hay là mình qua hỏi thăm bác ấy đi. Bác ơi, bác có phải cựu chiến binh không ạ? Bác không phải là cựu chiến binh. Thế sao bác lại mặc bộ đội thế này ạ? Bác mặc bộ đồ này để tưởng nhớ em trai của bác. Hôm nay là ngày giỗ của nó. Nó hy sinh năm 1975. Và tới giờ vẫn chưa tìm được hài cốt. Mà nếu mà nó về mà nó không toàn vẹn thân thể thì bác cũng nguyện nuôi nó suốt đời. Lúc sống nó rời xa quê hương, mà lúc hy sinh nó không được về nhà. Con cảm ơn bác. Cảm ơn bác vì những hy sinh thầm lặng của bác. Cảm ơn bác vì đã gánh nỗi đau để đổi lấy niềm vui cho thế hệ sau. Cảm ơn bác vì đã có một người em trai anh hùng. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thấy bác quân sông lớn. Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng.